thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Quả và báo đôi khi được gộp thành một. Chia làm hai thì quả là quả, báo là báo. Đời trước chúng ta đã tu thiện nghiệp thì đời này được làm thân người, đó là quả. Được thân người thì hết thảy các thứ hưởng thụ trong một đời này gọi là báo. Có người được làm thân người, đời này sống rất hạnh phúc. Có người tuy được làm thân người, nhưng đời này sống rất vất vả. Báo bất đồng mà. Quả đồng, quả là điều được làm thân người, nhưng báo thì bất đồng. Các nhà duy thức gọi chúng là dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn là dẫn dắt, hướng dẫn quý vị đi đầu thai, đó là quả. Mãn nghiệp là sau khi đầu thai, những gì quý vị được hưởng thụ chính là báo. Khác nhau. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ, hiểu minh bạch chân tướng sự thật này, trong đài vũ trụ, bản thân chúng ta không chỉ có thể làm chủ trong một đời này, mà đời đời kiếp kiếp chính mình có thể làm chủ tể. Chính mình có thể làm chủ tể, quý vị chẳng còn gọi là chúng sanh nữa, mà gọi là Phật hoặc Bồ Tát. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nếu có thể chuyển cảnh, ắt giống như Như Lai. Ai có thể chuyển cảnh? Hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, bèn có thể chuyển cảnh. Chuyển cảnh chẳng khó. Khó ở chỗ nhận thức, khó ở chỗ hiểu rõ. Nhận thức và hiểu rõ được kinh Phật gọi là ngộ, tức giác ngộ. Khó ở chỗ giác ngộ, sau khi đã ngộ sẽ dễ thực hiện chuyện ấy. Vì sao? Vì quý vị hiểu rành mạch nhân duyên quả báo. Nhân duyên như thế nào sẽ có quả báo như thế đấy. Quý vị có thể khống chế, nắm giữ, sáng tạo nhân duyên, quả báo sẽ đúng như chính mình mong mỏi, chẳng có điều gì không đạt được. Nhân là chủng tử được chứa đựng trong A Lại Gia Thức, đó là nhân, đời đời kiếp kiếp tích lũy. Nhân của 10 pháp giới chúng ta đều trọn đủ. Chúng ta có cái nhân làm Phật, có cái nhân làm Bồ Tát, cũng có cái nhân đọa địa ngục A Tỳ. Thứ gì cũng đều có, chẳng thiếu một thứ nào. Chúng ta muốn hưởng quả báo như thế nào, mấu chốt là duyên. Vì thế Phật Pháp hết sức coi trọng duyên. Vì sao Phật chẳng nói nhân sanh, mà phải nói là duyên sanh? Duyên thì chính mình có thể khống chế, chứ tự mình chẳng thể không khống chế. Nhân là cái đã có, chẳng có cách nào, chẳng thể nào thay đổi được. Duyên thì chính mình có thể khống chế. Ví như trong quá khứ, chúng ta tạo tác cái nhân ác, nhân đã có, từ nay trở đi, ta đoạn hết các ác duyên. Nhân mà chẳng có duyên, sẽ chẳng thể kết quả, sẽ chẳng thọ báo. Cắt đứt cái duyên, trong đời quá khứ ta có thiện nhân, nay ta thêm thiện duyên vào. Quả báo sau đấy sẽ là thiện quả lý tưởng. Kinh luận thường chỉ dạy chúng ta duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Hai câu ấy nói lên điều gì? Nhân, nhân như thế đó. Tây phương cực lạc thế giới và A Di Đà Phật đều do cái nhân của chính chúng ta biến hiện. Chúng ta có cái nhân ấy, nay chỉ cần thêm duyên vào. Chúng ta đến thế giới cực lạc để làm Phật. Vì thế Kinh Di Đà dạy, chẳng thể do chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là nhân. Nay chúng ta nhất tâm nhất ý nương tựa A Di Đà Phật, phát nguyện trì danh, đó là duyên. Hễ nhân và duyên kết hợp thì quả báo sau đó là thế giới Tây Phương, sẽ thấy A Di Đà Phật. Quả báo là như thế đó. Nếu chúng ta quên bản chuyện này, chúng ta có rất nhiều nhân như tham tài, tham danh, tham sắc, tham ngũ dục lục trần. Trong A Lại Gia Thức có chứa đựng chủng tử của ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Duyên của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là gì? Chính là tham, sân, si. Này chúng ta tiếp tục gây tham, sân, si chẳng ngừng, thì về sau quả báo hiện tiền. Quả báo gì vậy? Quả báo của ba ác đạo. Do tham làm duyên đi vào ngạ quỷ đạo, do cái duyên nóng giận thì đi vào địa ngục đạo, do cái duyên ngu si đi vào súc sanh đạo.
Ngu si là chân, vọng, tà, chánh, đúng, sai, thiện, ác đều điên đảo, chẳng có năng lực phân biệt. Phật Pháp ở Đài Loan dường như rất hưng thịnh. Trong Phật Pháp có chánh Pháp, có tà Pháp, có chân Phật, có giả Phật. Ai có thể phân biệt? Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, thời kỳ mạt Pháp, tức là nói đến thời hiện tại này, tà sư thuyết Pháp như cát sông Hằng. Quý vị có năng lực phân biệt tà chánh hay không? Chẳng thể phân biệt thì học Phật cuối cùng quả báo là ở trong súc sanh đạo. Thiện tâm học Phật hưởng phước trong súc sanh đạo. Giống như hiện thời có khá nhiều kẻ nuôi các con vật cưng, chúng có phước báo rất lớn. Chúng tôi ở ngoại quốc trông thấy con vật cưng ấy đúng là chủ nhân trong một nhà, cả nhà đều phải hầu hạ nó. Quý vị thấy nó có phước báo lớn lắm. Chẳng phải con người là chủ nhân mà con vật cưng là chủ nhân, vì con vật cưng đâu có hầu hạ chủ nhân, mà chủ nhân phải tận tụy hầu hạ chăm sóc nó, đó là điên đảo. Trong kinh Đức Phật nói là mê hoặc điên đảo. Tại Đài Loan và Trung Quốc hiện thời cũng dần dần lưu hành thói quen cưng chiều thú vật nuôi. Tôi thấy cũng có kẻ nuôi con vật cưng, chăm sóc cẩn thận, không điều nhỏ nhặt nào chẳng quan tâm, còn chu đáo hơn hiếu thuận cha mẹ. Đó là gì? Do thiện tâm mà ngu si, cho nên phải hứng chịu quả báo ấy. Vì thế, chân, vọng, tà, chánh, đúng, sai nhất định phải hiểu rành mạch rõ ràng, thì trong một đời này chúng ta mới có thể vượt thoát tam giới, mới không đến nỗi luống uổng. Do vậy, nhất định phải biết khống chế duyên. Duyên thật sự do bản thân chúng ta nắm quyền thao túng. Xa lìa hết thảy các ác duyên, phải thân cận hết thảy thiện duyên. Trong hết thảy các duyên thì duyên chí thiện viên mãn là A-di-đà Phật. Nó thật ra người biết điều này chẳng nhiều lắm. Quý vị thật sự đã biết sẽ khăng khăng một mực, không chỉ là buông pháp thế gian xuống, mà tất cả hết thảy Phật Pháp cũng buông xuống, nhất tâm nhất ý chuyên niệm A-di-đà Phật. Đó là hoàn toàn đúng.